Những ngày Tết, trong khi người người nhà nhà tất bật du xuân, thì những công nhân vệ sinh môi trường lại bận rộn hơn với công việc của mình để giữ gìn cho từng tuyến phố, từng khu dân cư được sạch đẹp. Với nhiều người, mùa xuân là để nghỉ ngơi cho gia đình, cho những ngày nô nức sắm sửa quần áo mới. Với những công nhân vệ sinh, mùa xuân vẫn gắn bó với công việc, dành thời gian để làm đẹp cho đường phố, đem đến những ngày Tết trọn vẹn cho mọi người. Những ngày trước Tết, trên các tuyến đường khu dân cư trên địa bàn thành phố Tây Ninh, lượng rác sinh hoạt tăng do người dân dọn dẹp nhà cửa, cúng kiến, họp mặt liên hoan. Theo chân các chị công nhân quét rác dọn dẹp ở các tuyến đường mới càng hiểu thêm nỗi vất vả của họ để cho kỳ xuân thêm tươi đẹp. Mình gắn bó với công ty này là 10 năm, công việc cũng rất vất vả nhưng mà mình yêu nghề. Với lại một cái là mình cảm thấy là mình quét đường, rồi những khi mà lá đồ rất nhiều rồi sạch đường thì nó sẽ vui vì nó làm cho đường phố xanh sạch đẹp. Để đảm bảo vệ sinh môi trường mỹ quan đô thị trong những ngày Tết, công ty đã huy động lực lượng công nhân tăng cường làm thêm ca thêm giờ, thu gom rác thải vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo tất cả các tuyến đường và những nơi công cộng luôn sạch sẽ. Thì bây giờ tụi chị đang cố gắng làm để cho xanh sạch đẹp, đón đón một mùa xuân nó sạch đẹp. Mà mong sao năm mới mình cải thiện là người dân mình có ý thức dục rác những nơi quy định đúng chỗ để cho những chị em nó dễ thuận tiện làm công việc này hơn. Thì công việc mình thì cũng ráng sẽ cố gắng thì cho có sức khỏe để mà làm tròn nhiệm vụ của mình trong những cái tuyến đường này. Nói chung nó cũng vất vả nhưng mà hơn mấy ngày này cao điểm nó vất vả hơn mấy ngày thường. Nói chung là về nhiệm vụ mà về công việc nói chung là cháu anh phải luôn luôn chấp hành tốt. Ở quy công ty đưa ra và công việc của anh là phải làm cho đường xá xanh sạch đẹp. Thứ âm thanh đặc trưng của đường phố về đêm, lúc trầm, lúc bổng, tưởng chừng rất đổi bình thường, nhưng mang ý nghĩa hết sức lớn lao, góp phần giữ gìn cho thành phố thêm sạch đẹp hơn. Mặc cho không khí nhộn nhịp của ngày Tết bao trùm thành phố, những công nhân vệ sinh vẫn thầm lặng và trách nhiệm với công việc của mình. Làm vệ sinh môi trường là một công việc vất vả, từ việc tiếp xúc với rác thải, chất độc hại, kim sắc nhọn, tiềm ẩn tai nạn lao động. Thực tế, nhiều công nhân trong quá trình làm việc đã không may trở thành nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông. Hiểu được sự vất vả đó, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Tây Ninh cũng rất quan tâm chăm lo đời sống người lao động, nhất là trong dịp Tết, để họ yên tâm làm việc. Năm nay thì công ty đã chi thưởng Tết cho công nhân lao động mỗi người được 1,5 tháng tiền lương. Ngoài ra thì công ty cũng có chính sách tổ chức thăm hỏi tặng quà cho những gia đình của người lao động chẳng may bị mất do tai nạn lao động, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra thì công đoàn công ty cũng đã tặng quà mỗi người đoàn viên một phần quà trị giá là 480.000 đồng. Bên cạnh đó thì công đoàn công ty cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng. Vất vả, mệt nhọc hơn thường ngày rất nhiều. Ngày Tết, họ vẫn làm việc hết công suất với tinh thần trách nhiệm cao. Đối với họ, việc có thể góp sức khiến cho mùa xuân được trọn vẹn hơn, dường như cũng là một niềm hạnh phúc. Cảm thông chia sẻ những vất vả cùng những công nhân vệ sinh môi trường đô thị trong khả năng mà mình có thể. Trong đó, việc đơn giản nhất mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được là hãy vứt rác đúng nơi quy định.